Hôm nay tôi giới thiệu với các bạn phần mềm online, tên phần mềm là hình thức trắc nghiệm.vn. Phần mềm này hỗ trợ cho học viên ôn tập dự tuyển công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức, học cơ hội trắc nghiệm và thi thử trên phần mềm các môn kiến thức chung, môn tiếng Anh và môn tin học theo hình thức trắc nghiệm. Học viên có nhu cầu kết nối Zalo hoặc gọi điện cho thầy giáo thạc sĩ Lê Văn Quang theo một trong hai số hiển thị trên màn hình 0912 59 56 54 và 094 3078 123 sẽ được hướng dẫn đăng nhập vào phần mềm. Sau đây tôi minh họa cái phương pháp học trên phần mềm hình thức trắc nghiệm.vn thông qua học tài liệu về cái luật về luật bảo vệ bí mật nhà nước, thì luật số 29 năm 2018 Quốc hội 14 ban hành ngày 15 tháng 11 năm 2018 về luật bảo vệ bí mật nhà nước. Thông qua chúng ta học câu hỏi trắc nghiệm cho cái tài liệu này thì các cái tài liệu khác thì hoàn toàn tương tự. Cái phương pháp sử dụng phần mềm để học câu hỏi trắc nghiệm cho từng tài liệu nó cũng tương tự nhau. Sau đây tôi sẽ minh họa cái phương pháp học câu hỏi trắc nghiệm cho tài liệu luật bảo vệ bí mật nhà nước. Thì chúng ta khởi động trình duyệt trên máy tính hoặc trên điện thoại. Thí dụ như là trên máy tính của tôi đây là Google Chrome chẳng hạn. Chúng ta gõ vào cái thanh địa chỉ trên cùng màn hình này, hình thức trắc nghiệm.vn. Chú ý là đuôi vn sang đuôi com sang phần mềm khác của thầy rồi. .vn. Sau đó xuất hiện giao diện như thế này thì đúng. Chúng ta chú ý là nếu chúng ta thấy xuất hiện sai thì chúng ta phải kích chuột vào góc phải trên cùng màn hình để chọn nốt thoát. Còn xuất hiện ra giao diện như giới thiệu trên màn hình. Mục số 1 là môn kiến thức chung ôn tập dự tuyển công chức. Mục số 2 kiến thức chung ôn tập dự thi nâng ngạch công chức. Mục số 3 kiến thức chung ôn tập dự tuyển công chức cấp xã. Mục số 4 tiếng Anh. Mục số 5 môn tin. Môn kiến thức chung dành cho viên chức đơn vị sự nghiệp công lập ở phía dưới. Còn viên chức giáo viên các cấp và viên chức y tế ở phía trên. Chúng ta kích chuột vào mục số 1, nhấn nút trái chuột 2 lần. Ở mục số 1 là ôn tập dự tuyển công chức, chúng ta nhập ký danh mật khẩu. Và nếu có trong tay mật khẩu của mình, bạn hãy bảo quản cái mật khẩu của mình để tránh là người khác biết được thì đăng nhập phần mềm, chiếm quyền điều khiển phần mềm. Chúng ta không đăng nhập được nữa. Vì vậy chúng ta phải bảo mật cái mật khẩu của mình khi chúng ta được cấp. Chúng ta chọn login để đăng nhập vào phần mềm. Thì sau đó vào phần mềm chúng ta thực hiện làm hai bước. Bước 1, chúng ta tìm đến một cái file tài liệu có trên phần mềm. Bước này có thể thực hiện trên Google, nhưng mà ở trên phần mềm nó có thì chúng ta nên vào phần mềm để chúng ta tải thì nó nhanh hơn. Chúng ta kéo xuống phía dưới này rất là nhiều đấy. Đó, là không có nơi nào đầy đủ như trong phần mềm của thầy Quang. Rất tuyệt vời. Thí dụ như luật số 29, luật bảo vệ bí mật nhà nước, mục 67 này. Chúng ta kích chuột vào mục này, phần mềm nó tải về file, tải thư mục download ngập định của máy tính của các bạn. Sau đó chúng ta mở cái file này lên. Như vậy cái bước này chỉ thực hiện lần đầu thôi. Đó, chúng ta kích chuột vào dấu trừ thì nó thu nhỏ lại, kích chuột vào nó lại bật lên. Đó, như vậy chúng ta sẽ có một cái file để chúng ta mở lên trên màn hình. Đối với Windows nó nằm ở bên góc tay phải, còn MacBook thì nó nằm bên tay trái. Như vậy bước 1 chúng ta đã xong. Sau đó chúng ta di chuyển con trỏ lên phía trên. Chúng ta tìm câu hỏi trắc nghiệm cho cái tài liệu chúng ta cần học. Thí dụ như là luật bảo vệ bí mật nhà nước mục 119. Như vậy trong phần mềm đã tôi đang giảng đây đã lên tới 120 tài liệu. Chúng ta thi tuyển công chức, viên chức chẳng hạn, chúng ta chỉ cần chọn các tài liệu chúng ta cần thôi. Nó cũng giống vào cửa hàng ăn buffet đấy. Chúng ta chỉ chọn những cái món chúng ta cần thôi, có rất nhiều. 120 tài liệu, chúng ta cần 10 tài liệu hay 15 tài liệu để chúng ta chọn các mục để chúng ta học. Chúng ta kích chuột vào mục số 119 này, tài liệu về, sau đó thực hiện đề thi, sau chọn Start bắt đầu. Thì như vậy tại lần đầu tiên chúng ta học thì chúng ta chưa cần phải làm bài. Chúng ta nhìn sang góc tay trái màn hình có cái chữ Finish. Chúng ta chọn Finish ở góc tay trái màn hình. Sau đó chúng ta kéo con trỏ xuống phía dưới. Chúng ta tìm đến cái thực đơn có chữ nộp bài và kết thúc. Nộp bài và kết thúc để phần mềm nó hướng dẫn cho chúng ta học như thế nào. Phương án chúng ta kéo xuống phía dưới là chúng ta đi tìm tuần tự.
Còn chúng ta muốn về câu nào đó thì chúng ta kích chuột vào cái ô vuông bên này. Thí dụ chúng ta về câu số 7, kích chuột vào ô vuông. Và chúng ta đọc kỹ đầu bài. Đây là một tình huống đặt ra để giải quyết tình huống này căn cứ vào đâu. Thí dụ như là cả theo cái luật số 29 này vân vân. Đây là căn cứ vào tính chất quan trọng của nội dung thông tin, mức độ nguy hại nếu bị lộ, bị mất bí mật nhà nước được phân loại thành bao nhiêu độ mật. Đó, thì căn cứ đây là tình huống đặt ra xem coi như là các cái tài liệu bí mật nhà nước thì được phân làm bao nhiêu độ mật. Thì phương án A là 3 độ mật, phương án B là 2 độ mật, phương án C 5 độ mật, phương án D 4 độ mật. Thì căn cứ vào điều 8 là đáp án đúng là 3 độ mật. Như vậy để giải quyết câu hỏi này, chúng ta phải căn cứ vào điều 8, chúng ta kích chuột vào file để chúng ta mở lên, chúng ta tìm đến điều 8. Đó, chúng ta lại mở file lên. Chúng ta tìm đến điều 8 vì sao nó lại 3 độ mật thì phải căn cứ vào đâu? Tức là căn cứ vào điều 8 của cái luật bảo vệ bí mật nhà nước này. Đó, cứ như đấy, cái vừa học câu hỏi trắc nghiệm vừa học lý thuyết là như vậy. Căn cứ vào tình huống đặt ra là câu hỏi trắc nghiệm để giải quyết câu hỏi này là điều 8 phân loại bí mật nhà nước. Thì căn cứ vào tính chất quan trọng của nội dung thông tin, mức độ nguy hại nếu bị lộ, bí mật nhà nước được phân thành 3 độ mật. Như vậy căn cứ vào điều 8, chúng ta thấy rằng trả lời đúng ở đây là 3 độ mật. Vì sao đúng? Vì nó đúng như trong luật. Vì sao sai? Vì nó không đúng như nội dung trong luật hoặc không có trong luật. Thí dụ như 3 độ mật thì đúng này, 2 độ mật thì không có trong luật này, 5 độ mật thì không có này, 4 độ mật không có. Vì vậy căn cứ vào điều 8, câu trả lời đây là 3 độ mật. Như vậy học lần đầu, học lần thứ hai thì chúng ta có thể ghi nhớ được cái 3 độ mật rồi. Chúng ta không cần phải mở cái file điều 8 nữa. Học lần đầu mà. Đấy, thì chúng ta thấy rằng là nó căn cứ vào tình huống đặt ra để giải quyết cái tình huống này thì phải căn cứ vào đâu? Đó, để giải quyết câu hỏi. Thì như vậy cái phương pháp học là như vậy đó. Hay là câu 8 này. Cái giá trị trong ngọc kép này. Bí mật nhà nước liên quan đến chính trị, quốc phòng, an ninh, cơ yếu đối ngoại nếu bị lộ, bị mất có thể gây nguy hại đặc biệt nghiêm trọng đến lợi ích quốc gia là cái giá trị trong ngọc kép này là bí mật nhà nước ở độ mật, hay là bí mật phương án B, bí mật nhà nước ở độ đặc biệt mật, phương án C, bí mật nhà nước ở mức độ tối mật, D, bí mật nhà nước ở mức độ tuyệt mật. Và đáp án đúng ở đây là bí mật nhà nước ở mức độ tuyệt mật căn cứ điều 8. Thì chúng ta lại mở cái điều 8 lên xem cái định nghĩa này, khoản 1 này. Bí mật nhà nước độ tuyệt mật là bí mật nhà nước liên quan đến chính trị, quốc gia, an ninh, cơ yếu, đối ngoại nếu bị lộ, bị mất có thể gây nguy hại đặc biệt nghiêm trọng đến lợi ích quốc gia, dân tộc. Thì như cái giá trị này, cái giá trị này tức là cái giá trị định nghĩa này trong ngọc kép ở đây thì chính là bí mật nhà nước ở mức độ tuyệt mật. Đó, thì như vậy là cái giá trị trong ngọc kép này thì chúng ta nhận diện ra nó là thuộc cái định nghĩa hay là giải thích từ ngữ hay là định nghĩa tại khoản 1 điều 8. Đây là cái giá trị bí mật nhà nước tuyệt mật. Đó, cạnh tranh nhau kiến thức mà, cho nên rất lành mạnh, chúng ta phải nỗ lực cố gắng thôi. Để học như thế nào đó, có phương pháp làm bài thì ra kỳ thi chính thức diễn ra, ra đề kiểu gì thắng làm được. Đã, mục tiêu của học là vượt qua kỳ thi và có kiến thức để sau khi chúng ta trúng tuyển chúng ta làm việc tốt hơn. Đó, cho nên chúng ta phải nỗ lực cố gắng để học thôi, học để qua kỳ thi và có kiến thức để làm việc. Và học đó, là chúng ta phải hiểu nội dung và có phương pháp làm bài để ra đề kiểu gì thắng làm được mới là mục tiêu. Tránh chạy xô đi tìm câu hỏi trắc nghiệm để học thì không bao giờ cho hết được. Và tránh là chỉ đọc lý thuyết không thôi mà không học câu hỏi trắc nghiệm thì kỳ thi chính thức diễn ra kiểu gì cũng lung túng. Là các em chú ý điều đó. Đây là cái phương pháp dạy đại học nhiều năm, thầy giáo đưa ra một cái phương pháp là thông qua tình huống đặt ra để giải quyết cái tình huống đó, căn cứ vào đâu để từ đó chúng ta học lý thuyết và chúng ta nắm rất sâu sắc. Thi trắc nghiệm cũng không cần học thuộc mà chúng ta chỉ cần hiểu nội dung thôi. Và mọi phương án nó phơi bày lên trên câu hỏi rồi.
Thí dụ như là cái câu số 12 đây chẳng hạn này, thì các cái phương án nó phơi bày hết lên, chúng ta đọc đấy, chúng ta nhận diện thôi. Thí dụ như là theo luật số 29/2018 này, ngày 15/11/2018, bảo vệ bí mật nhà nước là gì? Phương án A là việc cơ quan tổ chức sử dụng lực lượng, phương tiện, biện pháp để phòng chống xâm phạm bí mật nhà nước. Phương án B là việc cơ quan tổ chức cá nhân sử dụng lực lượng, phương tiện, biện pháp để phòng chống xâm phạm bí mật nhà nước. Phương án C là việc cá nhân sử dụng lực lượng, phương tiện, biện pháp để phòng chống xâm lược bí mật nhà nước. Phương án D là cơ quan tổ chức cá nhân sử dụng lực lượng, phương tiện, biện pháp, phương pháp để phòng chống xâm hạm bí mật nhà nước. Thì ở đây căn cứ điều 2 thì phần mềm hướng dẫn cho chúng ta là phương án sai là phương án có chứa cụm từ sai hoặc cụm từ còn thiếu hay cụm từ thừa so với giải thích trong từ ngữ của luật. Thì cái loại câu này mang tính chất giải thích từ ngữ thì chúng ta đọc để chúng ta nhận diện ra vì sao phương án nó lại sai. Thì phần mềm đã hướng dẫn đây, trong quá trình học nên đọc cả 4 phương án để chúng ta nhận diện, còn quá trình chúng ta học lần 1, lần 2 rồi, lần 3 thì chúng ta tìm thấy cái cụm từ định nghĩa về bảo vệ bí mật nhà nước là gì ngay. Thế thì phương án A thì chúng ta thấy là đối chiếu với căn cứ điều 2, chúng ta kích chuột vào file, chúng ta tìm đến điều 2, chúng ta tìm đến điều 2 là giải thích từ ngữ đây, điều 2 đó là bảo vệ bí mật nhà nước. Đó, là gì? Là việc cơ quan tổ chức cá nhân, có chữ cá nhân như thế này, sử dụng lực lượng, phương tiện, biện pháp để phòng chống xâm phạm bí mật nhà nước. Thì đây là giải thích từ ngữ chuẩn nhất ở trong điều 2, khoảng 2. Đó, thế thì soi vào đây thì chúng ta thấy phương án A là việc cơ quan tổ chức, nó thiếu đi cái cụm từ cá nhân cho nên bị loại trừ. Đó, ta soi vào đây, nó thiếu đi cái từ cụm từ cá nhân. B là việc cơ quan tổ chức cá nhân sử dụng lực lượng, phương tiện, biện pháp để phòng chống xâm phạm bí mật nhà nước. Thì ta thấy đây là định nghĩa khoảng điểm B nó đúng như trong điều 2, cho nên là đáp án đúng. Phương án C là việc cá nhân sử dụng lực lượng, phương tiện, biện pháp để phòng chống xâm phạm bí mật nhà nước thì thiếu đi cụm từ tổ chức, nó chỉ có cá nhân thôi, nó chưa đầy đủ cho nên bị loại trừ. Phương án D là việc cơ quan tổ chức cá nhân sử dụng lực lượng, phương tiện, biện pháp, phương pháp, như vậy nó thừa cái cụm từ phương pháp cho nên phương án D cũng bị loại trừ. Thì cái loại câu hỏi này giải thích từ ngữ thì chúng ta phải chú ý là nó phải đầy đủ chỗ thừa, chỗ thiếu hoặc là nó chứa cụm từ sai thì bị loại trừ. Thì đây là phương án sai. Thì trong quá trình cái loại câu này chúng ta đang học bài ở nhà, chúng ta nên soi kỹ từng phương án một để chúng ta thấy vì sao nó sai. Đó, để chúng ta để ý thế. Bây giờ sang câu tiếp theo là câu 13. Bí mật nhà nước độ mật nào? Phương án A là tuyệt mật. Phương án A có 3 giá trị. Giá trị thứ nhất tuyệt mật, giá trị thứ hai là cực kỳ mật, giá trị thứ ba là mật. Phương án B, giá trị thứ nhất tuyệt mật, giá trị thứ hai là rất mật, giá trị thứ ba là mật. Phương án C tuyệt mật, giá trị thứ hai tối mật, giá trị thứ ba là đặc biệt mật. Phương án D tuyệt mật, tối mật, mật. Thì phần mềm hướng dẫn chúng ta phương án đúng là có tất cả các giá trị đều đúng. Phương án sai là phương án có ít nhất một giá trị sai, mà giá trị đúng ở đây là tuyệt mật, tối mật và mật. Căn cứ điều 8, chúng ta kích chuột vào file, chúng ta tìm đến điều 8 để chúng ta xem vì sao cái đáp án đấy lại đúng, vì sao đáp án đó lại sai. Thì chúng ta căn cứ vào điều 8 đấy, vừa học câu hỏi trắc nghiệm vừa học lý thuyết nó là như vậy nè. Chúng ta phải căn cứ điều 8. Thì căn cứ điều 8 thì chúng ta thấy được phân làm 3 độ, 3 độ mật. Độ mật thứ nhất là tuyệt mật, độ mật thứ hai là tối mật, độ mật thứ ba là độ mật. Như vậy nó có 3 giá trị. Thì trong đó giá trị tuyệt mật là giá trị cao nhất, giá trị tối mật là ở giữa, và giá trị cuối cùng nó thấp nhất là độ mật. Như vậy tài liệu bí mật nhà nước được chia làm 3 độ mật: tuyệt mật, tối mật và độ mật. Đó, chúng ta để ý thế. Thế thì phương án A tuyệt mật thì giá trị đúng này, cực kỳ mật là giá trị sai, mật là giá trị đúng. Trên phương án A có ít nhất một giá trị sai cho nên bị loại trừ. Phương án B tuyệt mật thì đúng này, rất mật là không có trong trong luật này,
Mật thì đúng này. Phương án B có một giá trị sai cho nên bị loại trừ. Phương án C tuyệt mật là đúng này. Tối mật là đúng này. Đặc biệt mật là không có này. Cho nên phương án C có ít nhất một giá trị sai bị loại trừ. Phương án D tuyệt mật. Giá trị thứ nhất, giá trị thứ hai tối mật, giá trị thứ ba mật. Cho nên phương án D cả ba giá trị cùng đúng thì gọi là phương án đúng. Ở đây tiếng là phương án D. Đó là bí mật nhà nước, độ mật gồm ba độ mật: độ mật, tuyệt mật, tối mật và mật. Đó, chúng ta chú ý cái loại câu này chúng ta phải duyệt từng phương án. Kỳ thi chính thức diễn ra mà rơi vào dạng câu này, chúng ta liếc một phát là chúng ta đánh được ngay phương án đúng. Còn khi đang học thì chúng ta nên duyệt từng phương án một để chúng ta thấy rằng vì sao nó sai. Ví dụ câu 14, bí mật nhà nước ở độ mật nào, thì câu hỏi cũng hoàn toàn tương tự như câu trên, nhưng lại xếp thành mỗi một phương án có một giá trị thôi. Ví dụ phương án A tối mật, một giá trị đúng thì là nó đúng này. Phương án B tuyệt mật là một giá trị đúng này thì nó đúng này. Phương án D là giá trị mật, nó đúng này, là nó đúng này. Thì cho nên cả A, B, D đều đúng, cho nên chúng ta phải chọn tất cả các phương án đều đúng. Để như vậy đáp án đúng đây là tất cả phương án. Đó, cái phương pháp làm như vậy. Ví dụ như câu số 15 là khẳng định phương án đúng, tức là A, B, C, D. Chúng ta xem cái phương án nào ở trong một trong bốn phương án có nội dung đúng thì ta gọi là khẳng định đúng, hay là phương án nào sau đây là đúng, hay là chọn phương án nào sau đây là đúng, hay là khẳng định sai thì ta chọn phương án nó có cái khẳng định có nội dung sai. Đó, chúng ta để ý cái loại câu này, khẳng định phương án đúng. Thì ở đây là sẽ có căn cứ vào khoảng 5 điều 9 thì chúng ta kích chuột vào file. Để chúng ta mở cái file này lên, chúng ta tìm đến điều 9. Chúng ta tìm đến điều 9. Đây, điều 9 này là tên điều 9 là ban hành danh mục bí mật nhà nước. Thì chúng ta để ý là người có trách nhiệm lập danh mục là bí mật nhà nước gồm. Nó thể hiện tại khoản 2 đây, để chúng ta đọc khoản 2. Đó, khoản 3 vân vân. Nhưng tại khoản 5, để giải quyết câu hỏi này, chúng ta căn cứ khoản 5, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an trình, chúng ta để ý cái chữ trình nhé, trình Thủ tướng, trình ai? Trình Thủ tướng Chính phủ. Chúng ta để ý là trình ai? Trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định ban hành danh mục bí mật nhà nước thuộc phạm vi quản lý. Như vậy Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Công an là không có thẩm quyền quyết định ban hành danh mục bí mật nhà nước thuộc phạm vi quản lý, mà phải trình Thủ tướng xem xét quyết định. Ý câu này là như vậy, thẩm quyền của Bộ trưởng Quốc phòng và Bộ trưởng Công an là không quyết định mà không ký quyết định ban hành danh mục nhà nước thuộc phạm vi quản lý, mà trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định. Như vậy là danh mục bí mật nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an là do Thủ tướng Chính phủ quyết định, mà Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng Công an trình. Chúng ta để ý, chú ý chữ trình. Thế căn cứ vào khoản 5, chúng ta hiểu được nội dung thì chúng ta sẽ duyệt từng phương án một. Trong quá trình học là nên học duyệt từng phương án. Vì sao phương án sai? Phương án A này, Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng Công an trình Chủ tịch nước xem xét quyết định danh mục bí mật nhà nước thuộc phạm vi quản lý, thì trình Thủ tướng Chính phủ, mà ở đây là trình Chủ tịch Quốc hội, cho nên là nó không đúng như trong nội dung của luật. Cho nên phương án A là phương án bị loại trừ, phương án sai đấy. Phương án B, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định ban hành danh mục bí mật nhà nước thuộc phạm vi quản lý, thì cái thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Công an và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng là trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định, chứ không bản thân mình quyết định được. Cho nên phương án B, nội dung ở đây là không đúng với trong luật, cho nên là bị sai. Chúng ta đọc kỹ chúng ta thấy đây là quyết định là không đúng, vì nó thẩm quyền của Bộ trưởng Quốc phòng và Bộ trưởng Công an trong trường hợp này chỉ là có quyền trình Thủ tướng thôi, rồi Thủ tướng quyết định, chứ không có quyền thẩm quyền quyết định. Phương án B bị loại trừ. Phương án C, Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng Công an trình Chủ tịch nước xem xét quyết định ban hành danh mục bí mật nhà nước thuộc phạm vi quản lý, thì ở đây là trình Thủ tướng Chính phủ, thì phương án C lại viết là trình Chủ tịch nước, cho nên nó không đúng như nội dung trong luật. Phương án C bị loại trừ.
Phương án D, Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng Công an trình Thủ tướng xem xét quyết định ban hành danh mục bí mật nhà nước thuộc phạm vi quản lý. Như vậy phương án D là đúng. Thì đây là loại câu hỏi mà chúng ta phải soi kỹ để mang tính chất phân loại học viên, đây chúng ta phải chú ý làm những câu hỏi này. Chúng ta hiểu được nội dung là chúng ta biết được vì sao phương án này sai, vì sao phương án này đúng. À, chúng ta chú ý phần mềm hướng dẫn chương trình. Thì đáp án đúng của câu này chính là phương án D. Và vì sao đúng? Căn cứ vào khoản 5 điều 9. Đó, vừa học câu hỏi trắc nghiệm, vừa học lý thuyết, tình huống đặt ra như vậy để chúng ta giải quyết câu hỏi này. Thì chúng ta căn cứ vào đâu? Đó, thì như vậy là nó sẽ phụ hết các cái điều trong cái luật. Cho nên là không học tủ và cũng không học lệch. Chúng ta học 1 biết 10 để học hiểu nội dung. Để từ đó là ra đề cứ gì ta cũng làm được với là cái phương pháp tốt nhất. Chứ còn là chạy show đi tìm câu hỏi trắc nghiệm thì gặp cái câu đó thì làm được, gặp câu khác thì bó tay chấm con thì không làm được. Thì cái cách học như vậy ấy là người ta gọi là chạy show đi tìm câu hỏi trắc nghiệm để học thì không bao giờ hết được. Phải học theo cái phương pháp tôi vừa trình bày ở trên. Đây là kinh nghiệm dạy đại học nhiều năm. Sinh viên đã áp dụng cái phương pháp học này rất là hiệu quả, hiểu được nội dung, có phương pháp làm bài. Thì chúng ta ra đề cứ gì ta cũng làm được. Và chúng ta có kiến thức để chúng ta vượt qua kỳ thi. Chúng ta có kiến thức để chúng ta làm việc sau khi chúng ta trúng tuyển. Kết thúc phiên làm việc với phần mềm, chúng ta kích chuột vào góc phải trên cùng màn hình để chúng ta xuất hiện thực đơn có chữ thoát để chúng ta bảo mật cái mật khẩu của mình. Mỗi một lần đăng nhập vào phần mềm để học, trước khi tắt máy tính, các bạn nên thoát ra khỏi phần mềm. Thoát ra khỏi phần mềm. Đó. Như vậy tôi đã trình bày xong cái phương pháp học câu hỏi trắc nghiệm trên phần mềm hình thức trắc nghiệm.vn. Phần mềm hỗ trợ cho học viên tiết kiệm thời gian học tập để ôn tập dự tuyển công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, tăng hạng viên chức rất hiệu quả. Học viên có nhu cầu để kết nối Zalo với thầy giáo theo một trong hai số trên màn hình. Các em xem video của thầy hay và bổ ích trên YouTube mà chưa chọn chạm tay vào nốt đăng ký có màu đỏ thì hôm nay hãy chọn nốt đăng ký để được hai cái tiện ích cho các em. Một là xem video bài giảng theo từng mục. Hai là có video bài giảng mới sớm nhất thì chúng ta sẽ nhận được. Thế và khi mà kết nối Zalo với thầy giáo, tôi sẽ gửi cho video để chúng ta xem, chúng ta biết cách đăng nhập vào phần mềm. Và chúng ta kênh video của thầy, chúng ta chạm tay vào kênh video có ảnh của thầy đây trên điện thoại. Rồi chúng ta chọn danh sách phát. Danh sách phát, chúng ta chọn video chúng ta cần xem. Thì sau khi xem video xong, chúng ta biết được cái phương pháp học, chúng ta đăng nhập vào phần mềm, chúng ta học câu hỏi trắc nghiệm theo cái phương pháp tôi vừa trình bày ở trên. Đó, như vậy, chúng ta có thể kết nối từ điện thoại sang màn hình TV để chúng ta xem video được tốt hơn, to hơn, nét hơn. Và một lần nữa chúc các bạn thành công.